Bởi ngoài việc táo tàu xuất hiện trong các bài thuốc đông y thì nó còn được yêu thích như một món ăn vặt hay chế biến những món ăn nhẹ, kể cả trong mâm bánh kẹo ngày Tết mỗi nhà, bởi trẻ con rất khoái khẩu. Ở video này, Thảo Dược Thanh Bình sẽ giới thiệu cụ thể cho bạn hiểu thêm về táo tàu khô. Giảm phòng tránh các bệnh về tim mạch, bởi táo tàu chứa dồi dào kali có tác dụng giúp duy trì huyết áp tối ưu, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Táo tàu giúp điều trị huyết áp cao bởi hoạt chất trong táo tàu hoạt động như một chất chống xơ vữa, giúp ngăn chặn sự tích tụ chất béo trong mạch và kiểm soát huyết áp rất tốt. Táo tàu khô chứa một lượng vitamin C rất lớn nên giúp ngăn ngừa ung thư và đặc tính chống ung thư, hỗ trợ tiêu diệt các tế bào ung thư và ngăn không cho chúng phát triển. Tăng cường hệ miễn dịch bởi trong táo tàu chứa các chất làm chậm quá trình oxy hóa của cơ thể và trung hòa các gốc tự do, từ đó giúp tăng cường khả năng miễn dịch và ngăn ngừa sự tấn công của bệnh tật. Hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa và giúp cơ thể tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng thiết yếu và đẩy lùi các bệnh, rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, chướng bụng, kể cả tình trạng táo bón. Do táo tàu chứa nhiều chất xơ, giúp mang lại cảm giác nhanh no, nên thêm loại quả này vào chế độ ăn thường xuyên sẽ giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả. Ngoài ra, táo tàu có mặt trong các bài thuốc đông y nhằm hỗ trợ chứng mất ngủ, khó ngủ. Chỉ sau một thời gian sử dụng sẽ có giấc ngủ ngon hơn. Táo tàu rất giàu chất sắt, phốt pho nên có tác dụng giúp hình thành tế bào hồng cầu, cải thiện tuần hoàn máu của cơ thể, đồng thời giúp thanh lọc máu bằng cách loại bỏ các độc tố. Flavonoid trong táo tàu có công năng như một chất chống vi trùng và các mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể, từ đó giúp ngăn ngừa nhiễm trùng ở trẻ em và virus cúm. Ăn táo tàu thường xuyên sẽ giúp tăng cường sức khỏe cho da, ngăn ngừa các vấn đề về da như mụn trứng cá, tràm, kích ứng da, nếp nhăn và sẹo. Có thể ăn sống từ 5 đến 10 quả táo tàu để bổ sung năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho một ngày. Giúp dưỡng tâm, an thần, bồi bổ sức khỏe. 5 quả táo tàu, cam thảo 10 gram, hiểu mạch 30 gram. Đem các vị trên sắc với 1 lít nước, sắc đến khi còn khoảng 1 bát thì lọc nước uống hết trong ngày. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo thêm cách sử dụng của táo tàu cũng như nhiều loại thảo dược khác tốt cho sức khỏe ở website hiển thị trên màn hình. Thảo Dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán táo tàu tại thành phố Hồ Chí Minh uy tín chất lượng nhất, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch, luôn được khách hàng tin cậy. Hãy liên hệ ngay tới hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy like và share ngay bên dưới màn hình nhé.